Bạn có bao giờ ngồi yên tĩnh và suy nghĩ về những giá trị của cuộc sống? Bạn biết không, nếu trong tủ lạnh nhà bạn còn có thức ăn, bạn đã được ăn mặc tử tế, có một mái nhà và có một cái giường, tức là bạn đã giàu hơn 75% nhân loại rồi đó. Có thể bạn hạnh phúc hơn hàng triệu người. Nếu thức dậy, bạn khỏe mạnh, bạn là người đã hạnh phúc hơn 1 triệu người rồi đấy, vì có người không thể sống đến tuần sau. Nếu bạn chưa từng trải qua chiến tranh hay sự cô độc trong những nhà giam, nếu bạn chưa từng hấp hối bởi đói khát, bạn đã may mắn hơn 500 triệu người trên thế giới rồi đấy. Nếu bạn đến nhà thờ và không sợ hãi về cái ngày tận thế hay cái chết, bạn đã hạnh phúc hơn so với nhiều người trên thế giới. Nếu bạn có tài khoản trong ngân hàng, tiền trong ví và một vài đồng bạc lẻ trong túi, bạn là một trong 8% dân số no đủ của toàn thế giới. Bạn hạnh phúc gấp 2 lần bởi vì thế giới dưới góc nhìn thế giới này, ta sẽ thấy rằng chúng ta, con người, cần sự cảm thông, đoàn kết, sự nhân ái và tri thức đến mức nào. Bạn hãy nghĩ về điều đó, dừng chân và suy nghĩ. Giữa các ngón tay có khoảng cách, bạn có biết vì sao không? Bạn hãy thử nghĩ một chút. Và câu trả lời rất giản dị, đó là để những khoảng trống đó trên bàn tay bạn được lấp đầy bởi những ngón tay của người khác. Tình yêu, hãy trân trọng nó. Tại sợ mất một ai đó, nhưng chính ta lại không níu giữ lại. Ta muốn người đó quay lại, nhưng bản tính kiêu hãnh đẩy họ đi xa khỏi bản thân mình. Nếu trong tình yêu, bạn yêu một ai đó, hãy cố gắng ở bên người ấy. Đến khi người ấy thuộc về bạn, hãy trân trọng và gìn giữ những giá trị bạn đang có. Bởi tình yêu không phải là một món đồ mất đi, ta có thể tìm lại. Nếu bạn may mắn có lại được, thì trong tim người đó vẫn còn một vết thương khó lành. Bạn học nhiều thứ ở trường, nhưng có rất nhiều thứ cuộc sống này mới dạy cho bạn. Học là suốt đời và bạn hãy cố gắng làm một người chăm chỉ. Khi bạn biết nhiều, bạn sẽ ngẫm ra một điều rằng thật sự mình vẫn chưa biết gì cả. Bạn hãy bỏ một nắm muối vào một cốc nước, có thể nước không thể uống được, nhưng bạn hãy bỏ một nắm muối vào một hồ nước, thì dòng nước ấy vẫn ngọt lành. Vậy vấn đề không chỉ đơn giản là có ai đó đã bỏ một nhúm muối vào trong cuộc sống của bạn, mà là còn lại ở bạn, trái tim bạn là một hồ nước lớn hay chỉ là một cốc nước nhỏ. Cuộc sống là hình vuông vì nó có 4 cạnh bằng nhau, thể hiện yêu, ghét, buồn và vui. Chúng song song với nhau nhưng không thể thiếu nhau. Tình bạn là một hình tam giác bởi nó có 3 cạnh đại diện cho yêu thương, cảm thông và chung thủy. Chúng kết nối và không tách rời. Còn tình yêu là hình tròn bởi tình yêu không bao giờ có bắt đầu và kết thúc. Bạn cứ đi và đến một ngày nhìn lại, bạn sẽ quay trở lại nơi mà bạn bắt đầu. Suy ngẫm về các giá trị sống một cách bao quát như thế, bạn đã nhận ra điều gì cho mình nên trân trọng hay chưa?